Alo, bác sĩ Hành Vi, khoa da liễu thẩm mỹ da đang nghe. Dạ chào bác sĩ, em tên là Nhi. Tuần trước em có đến gặp chị để điều trị mụn. Không biết là bây giờ em có thể hỏi chị một số vấn đề về thoa thuốc được không ạ? Không biết là Nhi đang gặp vấn đề gì? Dạ, hiện tại thì em sử dụng thuốc được một tuần rồi. Nhưng mà da em bắt đầu đỏ, rát và bong tróc. Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là lo lắng. Bây giờ là Nhi vui lòng cho chị xin họ tên, ngày tháng năm sinh và cái ngày tháng của em nha. Dạ, em tên là Trần Yến Nhi, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1997. Em đến tái khám vào ngày 15 tháng 6 ạ. Cảm ơn em, Nhi vui lòng chờ một chút để chị tìm lại hồ sơ bệnh án của em ha. Cảm ơn em đã chờ máy. Thì bây giờ em vui lòng mô tả lại cho chị xem cái quá trình điều trị của mình như thế nào. Dạ, hiện tại thì em uống thuốc đều đặn 2 lần một ngày, thoa thuốc và sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ như chị đã dặn. Tuy nhiên thì chị có dặn là em thoa thuốc mỏng thôi. Em cảm thấy là thoa thuốc mỏng thì không có đủ thấm, cho nên em đã thoa thuốc dày và bỏ luôn kem dưỡng rồi ạ. Theo như mô tả thì em đang có tình trạng là đỏ da và bong tróc da. Chị nghĩ đó là một tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng do thuốc thoa. Em sử dụng thuốc thoa quá nhiều và em không sử dụng kèm kem dưỡng ẩm kèm theo. Thì bây giờ em nên ngưng tất cả các loại thuốc thoa và đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược gặp chị vào sáng thứ hai, sáng thứ tư và chiều thứ sáu để chị trực tiếp thăm khám, soi da và điều trị cho em ha. Dạ, vậy em sẽ đến bệnh viện để gặp chị vào sáng thứ hai. Không biết là Nhi còn thắc mắc về vấn đề gì không? Dạ không ạ. Em cảm ơn chị. Em chào chị. Chào chị. Rồi chị chào em.